6 cách để thoát khỏi chứng đầy hơi, tức bụng sau bữa tiệc. Đầy hơi, khó chịu, luôn cảm thấy ấm ách trong bụng là tình trạng của rất nhiều người trước và trong dịp Tết nguyên đáng vì những bữa cổ kéo dài với nhiều món ăn thịnh soạn. Ngoài việc tiết chế trước cám dỗ của các món ăn hấp dẫn, bạn có thể tham khảo các mẹo sau đây cùng xem qua nhé. Số 1. Đi dạo. Hoạt động thể chất có thể cải thiện nhu động ruột. Điều này giúp giải phóng khí và hỗ trợ tiêu hóa, từ đó giảm đầy hơi. Bạn có thể đi dạo quanh khu nhà hoặc đi bộ nhẹ nhàng trong nhà trên máy đi bộ. Số 2, thay soda bằng nước. Bạn có thể nghĩ rằng nhấm nháp đồ uống có ga sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn bằng cách gây ở hơi, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là nạp thêm khí vào hệ thống tiêu hóa của bạn. Đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo trong chế độ ăn uống cũng có thể gây đầy hơi và chướng bụng. Do vậy, bạn nên thay thế các loại đồ uống không tốt này bằng nước uống sạch thông thường nhằm loại bỏ những vấn đề này và cũng giúp điều trị táo bón. Số 3. Tránh nhai kẹo cao su Đường rượu trong kẹo cao su có thể gây đầy hơi. Bên cạnh đó, nuốt không khí trong khi nhai cũng có thể dẫn đến đầy hơi và đau bụng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng kẹo bạc hà gừng hoặc bạc hà cay để làm thơm hơi thở. Số 4. Cắt giảm rượu Rượu có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng khả năng giữ nước. Rượu ban đầu sẽ khiến bạn phải đi tiểu nhiều hơn và cuối cùng nó có thể khiến cơ thể mất nước mất nước khiến cơ thể giữ nước và sau đó bạn sẽ có cảm giác bụng phình to. Vì vậy, hãy bỏ qua ly cốc tiêu sau bữa ăn hoặc chỉ uống một ly mà tốt hơn hết là bạn nên uống nước. Số 5. Uống một ít trà Để giữ cho bụng không bị đầy hơi, hãy uống trà bạc hà, gừng hoặc thì là. Những loại trà này có các đặc tính khác nhau, có thể làm thư giãn đường tiêu hóa, giảm đầy hơi và đầy hơi. Bạc hà có thể giúp giảm đầy hơi vì nó làm thư giãn các cơ đóng vai trò truyền khí gây đau. Số 6. Tập các tư thế yoga một số tư thế yoga có thể định vị các cơ ở bụng kích thích giải phóng khí dư thừa từ đường tiêu hóa, điều này có thể làm giảm đầy hơi. Bạn có thể thực hiện tư thế em bé, tư thế em bé hạnh phúc hay các động tác đứng lên, ngồi xuống nhằm nhanh chóng loại bỏ khí tích tụ. Trên đây là 6 biện pháp giảm đầy hơi sau những bữa tiệc tùng, hãy áp dụng mỗi khi mắc phải nhé. Chúc bạn vui vẻ.